Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dán BBF bảo vệ mặt đồng hồ xe ở thất 224 đời bốn Đầu tiên thì các bạn sẽ vệ sinh mặt đồng hồ cho nó sạch, đặc biệt là cái viền mặt đồng hồ. Thứ hai là những vết bản cứng đầu. Tiếp theo thì mình sẽ lau cho nó sạch Yeah, lau cho nó sạch và mình sẽ dùng cái chai dung dịch này để mình à, à, xịt lên mặt đồng hồ tạo ướt một lần nữa để tí nữa mình dán cho nó dễ nha miếng dán BBP thì sẽ có 3 lớp nha lớp trên cùng thì được à, gấp sẵn và đầu tiên á, thì các bạn sẽ lột cái lớp dưới cùng ra đó. các bạn lột tới đâu thì các bạn sẽ xịt dung dịch lên tới đó nha các bạn nha để à, hạn chế môi trường bụi bẩm nó bám vào đó. các bạn xịt ướt luôn Bây giờ thì các bạn sẽ lột luôn cái lớp trên cùng ra nha Mình sẽ sử dụng cái lớp giữa thôi Lớp giữa là cái lớp BBF BBF thì các bạn sẽ sử dụng khoảng 2 năm Thì mình mình mới thay một lần nha Hoặc là khi nào mà chảy suốt nhiều quá thì mình mới thay thôi Các bạn sẽ canh chỉnh cho nó ngay đúng vị trí nha Cái bước này rất là quan trọng nha Các bạn hãy canh chỉnh cho nó ngay Sau khi đã ngay rồi thì các bạn sử dụng cái miếng gạt này để các bạn gạt một tay thì các bạn giữ miếng dán cố định, một tay còn lại thì các bạn sẽ gạt những cái hơi nước bên trong ra các bạn gạt mạnh tay một tí nha để cho uh, đảm bảo là những cái hơi nước bên trong nó ra cho nó sạch để không có uh, giữ lại những cái bong bóng trên mặt đồng hồ. Đó. sau khi mà các bạn đã gạt cho nó hết hơi nước xong rồi thì bây giờ mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa xem coi là nó có bị lợt hay là nó có bị bong bóng không nha. nếu mà bị bị lỗi thì chúng ta sẽ xịt nước vào lại và chúng ta sẽ đẩy một lần nữa. Đó. bây giờ thì mình đã dán xong rồi mình sẽ lau lại một lần nữa cho nó sạch nha. các bạn nhìn xem nè dán rất là nhanh gọn nha. Các bạn nhìn mặt đồng hồ nó mới toanh luôn, gần như là không biết là đã dán rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha.